Chúc mừng các bạn đã đến với cái cách tạo nội dung livestream thứ 8. Đây là cái cách cuối cùng trong cái 8 cái cách mà tạo ra nội dung livestream ở trên Facebook. Thì cái cách này có tên là livestream bán hàng. Livestream bán hàng, may quá đã đến cái cách livestream bán hàng rồi. Livestream bán hàng thì quan trọng nhất đó là chúng ta chuẩn bị sản phẩm này, các thông tin về sản phẩm và liệt kê rõ ràng các cái vấn đề mà khách hàng của mình đang quan tâm, các cái vấn đề mà khách hàng của mình đang gặp phải và các cái vấn đề mà cái sản phẩm của mình có thể giúp được khách hàng giải quyết những cái vấn đề đó. Quá là nhiều vấn đề đúng không ạ? Rồi. Và để cho nó thật sự là khoa học và có thể dễ dàng chúng ta theo dõi được thì chúng ta lập ra một cái bảng gồm 4 cột nhé. Cái bảng gồm 4 cột nha. Cột thứ nhất đó là những vấn đề mà khách hàng tiềm năng của chúng ta đang gặp phải. Chúng ta đang bán các cái sản phẩm về chăm sóc da thì là chúng ta liệt kê những vấn đề mà các khách hàng đang gặp phải về da. Bán những cái sản phẩm về body như là kem tan mỡ thì gạch những cột những cái vấn đề khách đang gặp phải về body. Cái thứ hai là vì sao khách lại gặp phải những vấn đề này? Ví dụ là về da thì do là khách hàng sử dụng cái sản phẩm mỹ phẩm kém chất lượng chẳng hạn vậy thôi. Cái vấn đề thứ ba đó là giải pháp sản phẩm của chúng ta là gì? Giải pháp gì? Sản phẩm của chúng ta có những cái gì để có thể giúp được khách hàng giải quyết vấn đề đó? Và cái thứ tư là tại sao lại có giải pháp đó? Tại sao lại có giải pháp đó? Thì ví dụ như là sản phẩm của chúng ta có cái gì mà có thể giải quyết được những vấn đề đấy? Đó. Và để cho nó dễ dễ dàng để hình dung ra cái nội dung của livestream những cái vấn đề của khách hàng gặp phải thì tôi sẽ ví dụ về các sản phẩm mặt nạ nghệ Hà Thành mà hiện nay tôi đang phân phối nhé. Cái thứ nhất là vấn đề khách hàng đang gặp phải. Khách hàng của tôi thì là tất cả những người nữ từ 18 cho đến 50 tuổi và có một số là những cái bạn trẻ ở cái tuổi ít hơn là các bạn đã bị mụn sinh lý sớm đó. Gặp phải đó là những cái vết thâm do là mụn đang để lại ở những cái vùng da nó không đều màu, da nám, da bị tàn nhang rồi là da khô. Da khô thì những cái mảng nắng chóc vào mùa đông và mở vào mùa hè thì da nó có cái khô vì mất nước nên nó bị nhăn nheo. Rồi là giải pháp về da. Và cái thứ hai là vì sao khách của tôi gặp phải vấn đề đó. Các bạn ấy có vết thâm là bởi vì do mụn để lại. Có những cái vùng da nó không đều màu, những cái nám tàn nhang là những cái bệnh lý về làn da. Tuy nhiên là do cái quá trình khi mà các bạn ấy tiếp xúc ánh nắng mặt trời ấy, không có che chắn rồi là không có giải pháp nên là những cái nám tàn nhang ấy nó vốn dĩ nó đã đậm màu thì bây giờ nó lại càng đậm màu hơn. Rồi là cái giải pháp của sản phẩm của tôi đó là giúp cho phụ nữ có làn da khỏe đẹp, sáng láng, mịn màng, dưỡng trắng, dưỡng sáng, làm cho làm mờ không biết thâm nám tàn nhang, làm cho da sáng khỏe mịn màng đấy. Thì cái cột thứ tư đó là tại sao lại có những cái giải pháp đó, thì bởi vì là sản phẩm của tôi có tinh nghệ đó, 2% curcumin được chắt lọc và loại bỏ toàn bộ các cái tạp chất lẫn chất dầu ở trên trong nguyên liệu. Cái thứ hai là sử dụng cái mật ong rừng như một chất kháng khuẩn tự nhiên, làm cho tái tạo các cái tế bào da, làm cho liền nhanh các vết sẹo và mờ các vết thâm nám đấy. Rồi là sữa tươi không đường thì tái tạo da, vitamin E không đường là tái tạo da đúng không ạ? Thì đấy là những cái sản phẩm của tôi có để giải quyết vấn đề của khách hàng. Thì tương tự với sản phẩm của các bạn đang của các bạn đang đang phân phối thì các bạn chỉ cần vẽ ra bốn cái cột như vậy rồi là chúng ta đã có được cái nội dung livestream, là nội dung livestream về sản phẩm, là giới thiệu sản phẩm của chúng ta đến với khách hàng. Thì chúng ta phải nêu được rằng là sản phẩm là đánh vào nỗi đau của khách hàng, là khách hàng đang gặp cái sản phẩm gì, họ cần cái gì và tại sao sản phẩm của chúng ta lại có thể giải quyết được những vấn đề của họ đúng không ạ? Thì bằng cái cách là vẽ ra bốn cái cột như vậy là các bạn đã có được có rất là nhiều những cái nội dung để livestream chia sẻ với khách hàng, giới thiệu sản phẩm của mình rồi. Còn còn cái bố cục livestream như thế nào cho nó hiệu quả nhất thì
các bạn hãy đón xem những cái video chia sẻ tiếp theo của em Ngọc nhé. Em Ngọc nhé. Em Ngọc là Ngô Bích Ngọc, nhà phân phối các sản phẩm mặt nạ nghệ Hà Thành, thương hiệu sữa mỹ phẩm Tike và phân phối độc quyền bài thuốc dạ dày, thuốc chữa viêm xoang mũi mãn và cấp tính.